Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh và bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra các đơn vị về công tác phòng dịch. Đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bến xe khách Hưng Yên, trường trung cấp nghề Hưng Yên và doanh nghiệp taxi Cương Hằng. Nhìn chung, các đơn vị đều nhận thức rất rõ việc lây lan của dịch bệnh, nên việc tuyên truyền cũng như chủ động trang bị các phương tiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Sở Giao thông yêu cầu bến xe khách Hưng Yên ngoài việc tuyên truyền cần giám sát chặt chẽ hoạt động của các xã theo tuyến cố định theo hợp đồng, vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi. Trường trung cấp nghề chủ động phun thuốc khử trùng bến, bãi sân tập và các điểm học viên tập trung đông, trang bị khẩu trang y tế cho các lái xe và học viên, tuyên truyền nhắc nhở mọi người cần nâng cao ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động kịp thời phát hiện, ứng phó, phòng chống có hiệu quả các trường hợp lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp COVID-19, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động tuyên truyền, kiểm tra các đơn vị vận tải khách, bến thủy nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu lực lượng thanh tra tăng cường giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi, đơn vị hoạt động bến khách ngang sông, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại nơi bán vé, phòng khách chờ, các khu vực trong bến xe và các trạm dừng đón trả khách. Dán nội dung tuyên truyền hoặc áp phích tờ rơi phát khẩu trang y tế cho lái xe, hành khách và thường xuyên nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Được Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các ban ngành đến kiểm tra và đôn đốc về cái chuyện bảo vệ sức khỏe cho hành khách đi qua sông và nhắc nhở người đi đò phải luôn luôn đeo khẩu trang, còn nếu ai thiếu sót thì chúng tôi sẽ phát khẩu trang miễn phí. Các xe xuất bến, về bến phải được phun rửa sạch sẽ nhằm đảm bảo vệ sinh phòng dịch. Mọi lái xe đều chấp hành đeo khẩu trang, hướng dẫn hành khách giữ gìn vệ sinh, đảm bảo việc đi lại. Đặc biệt, các đơn vị vận tải cần thường xuyên duy trì phương tiện vận tải sạch sẽ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vận chuyển hàng hóa, kiểm tra công nhân và lái xe ra vào đơn vị, khuyến cáo đeo khẩu trang y tế khi đi xe để phòng ngừa, chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời. Trước khi có dịch thì chúng tôi đã thường xuyên coi như là phải phòng chống dịch rồi. Công ty chúng tôi đã trang bị các loại thuốc khử trùng để phun sát khuẩn để đảm bảo coi như là xe không có như là có nguồn nhiễm bệnh. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh từ Bộ Y tế để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị quản lý bến xe, điểm trung chuyển hành khách, nhà chờ xe buýt, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các phương tiện vận tải hành khách và vận tải bằng taxi, thì sở đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt với này và yêu cầu ban quản lý bến xe, bến thủy và phòng quản lý vận tải là yêu cầu các cái chủ doanh nghiệp và lái phụ xe là phải tuyên truyền sâu rộng đến hành khách đi với phương tiện của mình và yêu cầu là trước khi lên xe là phải sát trùng và đeo khẩu trang. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19, trên các tuyến xe buýt taxi, các đơn vị quản lý đã thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng ngừa, đồng thời luôn tuyên truyền nhắc nhở khách đi xe giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang để bảo vệ cho bản thân cũng như những người xung quanh. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác tuyên truyền đến hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải về công tác phòng chống dịch, thường xuyên đảm bảo và giữ gìn vệ sinh phương tiện được sạch sẽ nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.